Thân chào các em học sinh trường Chu Văn An thân mến. Hôm nay cô trò mình tiếp tục tìm hiểu môn khoa học tự nhiên 6. Nào Vinh thấy, Vinh ơi con bị sốt rồi nè. Nhưng chị gái của Vinh, mẹ ơi con sờ trán em Vinh con thấy bình thường mà. Như vậy để biết em Vinh có bị sốt hay không thì theo em mình sẽ làm gì đây? Không thì mình sẽ dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của em Vinh nè, đúng không các em? Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 7 theo nhiệt độ Celsius đo nhiệt độ. Tìm hiểu một la mã nhiệt độ và nhiệt kế, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhiệt độ. Cảm nhận độ nóng lạnh của nước. Chúng ta tìm hiểu thí nghiệm sau. Cô có 3 ly nước A, B, C. Ly nước A cô cho nước đá vô, ly nước B cô không cho gì hết á, và ly nước C thì cô cho thêm nước sôi vô ha. Rồi bây giờ cô sẽ dùng đồng thời ngón tay trỏ của cô tay phải vào cốc 1, ngón tay trỏ của tay trái vào cốc C. Thì bây giờ nè, khi cô nhúng tay vô vào cốc nước A thì nước nó sẽ như thế nào các em? À, ở cốc nước A thì mình nhúng tay vô mình thấy nó lạnh đúng không, vì là nước lạnh mà. Ở C thì mình cảm thấy là nước gì các em? Nước ấm. Rồi bây giờ nè, cô rút cả hai bàn tay ra, cô cho tiến hành cho vào cốc B luôn. Bây giờ khi mình cho tay vào cốc B thì các em cho cô biết nè, cái độ nóng lạnh ở các ngón tay khi nhúng vào cốc 2 nó này sẽ như thế nào? Cái tay mà cô nhúng vào cốc nước lạnh á, sau đó cô nhúng vào cốc nước B á các em, thì cô nhúng vào thì cô cảm thấy là cái tay ở trong cốc nước B này nó sẽ ấm hơn. Còn tay mình nhúng vô cốc nước C là nước ấm á, thì mình nhúng vô cốc nước B thì mình cảm thấy nước nó sẽ lạnh hơn. Như vậy tại sao mà hai tay cảm nhận cái độ nóng lạnh ở hai cốc này là khác nhau ha? Thì chúng ta thấy là vì nó cùng có một nhiệt độ à, ở cốc B là có lại hơn, là nước bình thường. Nhưng mà mình cảm nhận nó như thế nào các em? Khác nhau. Như vậy, giác quan của chúng ta sẽ cảm nhận sai về nhiệt độ của vật sẽ là sao các em? Khác nhau. Để so sánh độ nóng lạnh của các vật, người ta sẽ dùng đại lượng gì? Theo các em, người ta sẽ dùng đại lượng gì các em? À, người ta sẽ dùng đại lượng là nhiệt độ. Chúng ta sẽ lấy ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về nhiệt độ của vật. Các em sẽ tìm cho cô một cái vật bằng kim loại, một cái vật bằng gỗ hoặc là bằng nhựa ngay tại phòng của các em đang ngồi học đó. Và các em lấy tay các em sờ vào, các em sẽ cảm giác như thế nào? Khi mà chúng ta sờ tay vật bằng gỗ hay bằng nhựa thì các em thấy là nó bình thường quá. Nhưng khi các em sờ tay vào kim loại thì cảm giác nó là sao các em? Nó lạnh đó. Như vậy cái vật mà bằng kim loại á, nhiệt độ có thấp hơn không? Nhiệt độ nó đâu có thấp hơn đâu, vì nó cùng ở nhiệt độ phòng với đồ bằng gỗ với bằng nhựa mà. Nhưng mà khi mình sờ vô thì mình cảm giác là nó sao các em? Lạnh. Đó là cái ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về nhiệt độ của vật. Để đo nhiệt độ của một vật thì người ta sẽ dùng dụng cụ gì? Muốn biết chính xác nhiệt độ của người hay là của vật thì ta sẽ dùng cái dụng cụ đó là nhiệt kế. Và nhiệt kế của mình cấu tạo rất là đơn giản nè. Gồm có nè, một cái bầu đựng chất lỏng, ống quản, thang chi độ. Em hãy kể tên một số loại dụng cụ đo nhiệt độ mà em biết, nêu những cái ưu thế và hạn chế của mọi loại dụng cụ đó. Đó là cái câu số 3 ở trang 31 nha các em. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu và nhiệt kế hồng ngoại. Thì nhiệt kế thủy ngân rẻ tiền, chính xác, không phụ thuộc vào viên, sử dụng phổ biến.
Nhược điểm của nó là thời gian đo lâu, khó đọc kết quả, nguy hiểm khi mà bị vỡ đó. Do bên trong của nó là thủy ngân, mà thủy ngân của nó là chất lỏng, dễ bay hơi và gây ngộ độc cao. Vậy chúng ta phải làm gì khi mà thủy ngân bị vỡ đây? Các em không nên sử dụng các loại máy hút bụi để thu gom thủy ngân, không nên dùng chổi để quét thủy ngân, không được đổ thủy ngân vào cống thoát nước, mà chúng ta nên dùng băng dính hoặc giấy mỏng để thu gom thủy ngân lại. Cho các hạt thủy ngân vào lọ thủy tinh bịt kín, và chúng ta có thể rắc một ít bột lưu huỳnh vào thủy ngân, mở cửa để thông thoáng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về nhiệt kế thứ hai là nhiệt kế rượu. Thì nhiệt kế rượu này nè, nó nhược điểm của nó ít nguy hiểm hơn nè, ít độc hại và không phụ thuộc vào pin. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là gì mấy em? Nó đo nhiệt độ thấp, kém bền vì rượu là chất dễ bay hơi. Cái nhiệt kế thứ ba là nhiệt kế hồng ngoại. Hiện nay cái nhiệt kế hồng ngoại đang sử dụng phổ biến. Các em thấy không, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, các em chỉ cần đi đâu đó, người ta sẽ đo nhiệt độ của mình, thì người ta chỉ bấm lên cái chán mình thôi là đọc kết quả liền. Em có sốt thì người ta sẽ không cho mình vô ha, giờ dẫn mình vô phòng cách ly liền. Còn nhiệt độ bình thường thì người ta mời mình vô làm việc, đúng không nè? Nhiệt kế hồng ngoại này nè, nó có ưu điểm á, là an toàn, thời gian đọc kết quả rất là nhanh, dễ đọc kết quả lắm, nó hiện lên số là mình đọc liền. Trong khi đó, nhược điểm của nó là đắt tiền và nó phải phụ thuộc vào pin. Đây là cái bảng so sánh nè các em. Hồi nãy giờ mình nói xong rồi thì cô đã ghi ra trên đây. Các em đọc sơ lại để nhớ ha. Về giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế. Câu ở trang 32 đó các em. Thì bây giờ các em nhìn cho cô cái nhiệt kế thủy ngân. Thì cái giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nó là bao nhiêu nè? Nhiệt kế thủy ngân này các em thấy cái giới hạn đo của nó là bao nhiêu? 42 độ C đúng không? Đó là giá trị chia nhỏ nhất của nó, độ chia nhỏ nhất của nó. Thì cũng giống như ở những cái phần trước, thì độ chia nhỏ nhất của nó sẽ là hai cái con số liên tiếp. Bây giờ các em nhìn cho cô cái nhiệt kế thủy ngân ha, cô sẽ chọn hai con số liên tiếp là 36 và 37, hoặc là 39, 40. Các em không có được chọn 38, 40 nha. Sau đó cô lấy cái số lớn cô trừ số bé. Bây giờ cô giả sử cô lấy 40 cô trừ 39 thì cô sẽ được là 1. Bây giờ các em xem cho cô nè, từ 39 đến 40 có bao nhiêu khoảng ô? Chúng ta đếm có bao nhiêu ô. Bây giờ từ 39 đến 40 cô đếm được 10 ô. Như vậy cô sẽ lấy kết quả là 40 trừ 39 là bằng 1, đúng không? Cô chia cho 10. Như vậy độ chia nhỏ nhất của cái nhiệt kế thủy ngân này sẽ là 0,1 độ C. Rồi bây giờ ở nhiệt kế rượu thì độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế rượu là bao nhiêu? Các em thử làm cho cô đi, mình tương tự như là cái nhiệt kế thủy ngân đó. Ở nhiệt kế rượu thì các em thấy là cô sẽ chọn hai con số liên tiếp luôn, 20 với 10 ha. Rồi bây giờ cô lấy 20 cô trừ 10 là bao nhiêu? Bằng 10. 10 bây giờ từ 20 đến số 10 nó có bao nhiêu ô? Nó có 10 ô. Vậy các em sẽ lấy cho cô 10 chia cho 10 sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 1. Như vậy độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế rượu sẽ là 1 độ C. Và cái giới hạn đo của nó là bao nhiêu? 50 độ C. Rồi bây giờ tới nhiệt kế hồng ngoại nè. Thì cái giới hạn đo của nó là bao nhiêu các em? 45 độ C. Trên máy nó có ghi ha, bên hông đó. Và các em lưu ý cho cô một điều này nữa. Ở cái hộp nhiệt kế hồng ngoại á, khi mình đo kết quả của nó sẽ hiện lên là 36 độ 5. Thì các em thấy như vậy cái đơn vị nó tính được cái con số sau cái số, đúng không? Như vậy cái đơn vị tính
giới hạn đo nhỏ nhất của nó sẽ là 0,1 độ C đó. Vì chúng ta có thể là 36 độ 1, 36 độ 2, 36 độ 3 cho đến 36 độ 9. Như vậy cái đơn vị thập phân của nó là 0,1 đó các em. Bây giờ chúng ta ghi bài ha. Nhiệt độ là số đo độ nóng lạnh của vật. Vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn. Đơn vị đo nhiệt độ, đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là Kelvin, ký hiệu là K. Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là độ C, ký hiệu độ C. Dụng cụ đo nhiệt độ là nhiệt kế, và có nhiều loại nhiệt kế khác nhau. Các em ghi phần này vào tập cho cô. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thang nhiệt độ. Ở Việt Nam mình hiện nay cái thang nhiệt độ đang phổ biến sử dụng đó là thang nhiệt độ Celsius. Ông là nhà vật lý Thụy Điển, sinh năm 1701 và mất năm 1744. Năm 1742, ông đã đề nghị chia khoảng nhỏ giữa nhiệt độ đông đặc của nước và nhiệt độ sôi của nước thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 độ, ký hiệu là 1 độ C. Nhiệt độ của nước đang tan, nước đá mà đang tan sẽ là 0 độ C ha. Nhiệt độ của nước đang sôi sẽ là 100 độ C. Những nhiệt độ mà thấp hơn 0 độ C gọi là nhiệt độ âm. Chúng ta đã tìm hiểu về thang nhiệt độ rồi. Bây giờ chúng ta sang phần thực hành đo nhiệt độ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ước lượng nhiệt độ của vật và lựa chọn nhiệt kế cho phù hợp. Cô có hình 7.6, hình A, B, C. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái giới hạn đo ở hình 7.6 là bao nhiêu độ? 45 độ C ha. Hình B, 42 độ C. Và hình C, 140 độ C đó các em, chứ không phải là 40. Các em nhìn cho cô phía bên tay trái có thêm số 1, và bên tay phải của mình là 40, thì các em sẽ đọc là 140 chứ không phải là 40 độ C. Bây giờ mình thấy là để đo nhiệt độ sôi của nước trong ấm, ta nên dùng loại nhiệt kế nào, vì sao? Như vậy em sẽ chọn cho cô nhiệt kế nào, hình A, hình B, hình C. Chúng ta biết là nhiệt độ của nước đang sôi là bao nhiêu độ C? 100 độ C đúng không nào? Vậy mình sẽ tìm cái nhiệt kế nào mà có giới hạn đo lớn hơn 100 độ C. Ở trong hình này thì chúng ta sẽ dùng nhiệt kế hình C. Bây giờ để đo nhiệt độ cơ thể người thì em sẽ dùng nhiệt kế nào? Nhiệt độ trung bình cơ thể người của chúng ta là 37 độ C. Vậy em sẽ dùng nhiệt kế hình A hoặc là hình B đều được hết, vì cái giới hạn đo của nó nằm lớn hơn giới hạn đo của cơ thể người mình. Rồi bây giờ chúng ta sang phần đo nhiệt độ bằng nhiệt kế bằng cách là thực hành ha. Thí nghiệm 2, cô có hai cái cốc nước, nước lạnh và nước ấm với các nhiệt kế khác nhau. Các em sẽ đo cho cô ha nhiệt độ của hai cốc nước. Sau khi đo xong rồi thì các em sẽ ghi kết quả bằng 7.1. Bây giờ nè, để đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thì các em sẽ tiến hành đo như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ ước lượng nhiệt độ của hai cốc nước ấm và nước lạnh. Sau đó, các em sẽ lựa chọn nhiệt kế phù hợp với hai cốc nước đó. Các em sẽ hiệu chỉnh nhiệt kế trước khi mình đo, có nghĩa là những cái nhiệt kế thủy ngân á thì các em phải dùng tay phẩy nó để cho nó vẩy về vị trí số 0 ha. Rồi, bước tiếp theo là các em sẽ đo. Sau đó mình sẽ ghi kết quả vào trong bảng 7.1. Các em lưu ý là mỗi lần mình đo sẽ là đo 3 lần nha. Lần 1, lần 2, lần 3, sau đó chúng ta sẽ tính nhiệt độ trung bình của cả 3 lần. Phần này các em sẽ ở nhà làm giùm cô. Đây là cái bài tập về nhà làm đó của các em. Như vậy, khi đo nhiệt độ của một vật thì chúng ta cần thực hiện các bước sau đây. Bước 1, ước lượng nhiệt độ của vật cần đo. Bước 2, chọn nhiệt kế phù hợp. Bước 3, hiệu chỉnh nhiệt kế đúng cách trước khi đo. Bước 4, thực hiện phép đo.
bước 5, đọc và ghi kết quả mỗi lần đo. Chúng ta sang phần vận dụng. Tại sao chỉ có nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu mà không có nhiệt kế nước? Chúng ta biết là nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu đều hoạt động dựa trên sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Nước là một chất lỏng nở vì nhiệt không đều. Cô ví dụ ha, ở 0 độ C đến 4 độ C, nước nó co lại. Nhưng từ 4 độ C trở đi á, nước sẽ nở ra. Cho nên người ta sẽ không dùng nhiệt kế nước, vì nước là một chất lỏng nở vì nhiệt không đều. Bây giờ chúng ta sang phần thực hành mô tả cách đo và thực hành đo nhiệt độ của cơ thể em. Bây giờ để thực hành phần này thì các em sẽ làm những bước sau đây. Đầu tiên, các em sẽ ước lượng nhiệt độ cơ thể của mình. Thường thường nhiệt độ cơ thể của mình là 37 độ C. Các em sẽ chọn bước thứ hai là các em sẽ chọn nhiệt kế cho phù hợp. Các em sẽ chọn nhiệt kế điện tử nè, nhiệt kế thủy ngân hay là nhiệt kế hồng ngoại, tùy theo nhiệt kế mình có ở nhà. Bước thứ ba là các em sẽ hiệu chỉnh nhiệt kế đúng cách trước khi đo. Ai mà sử dụng nhiệt kế thủy ngân á thì các em nhớ là mình làm gì? Phải vẩy nó trở về số 0 ha. Còn nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại thì các em sẽ lau chùi màn hình cho nó sạch sẽ đi. Bước 4, các em sẽ thực hành phép đo. Dùng nhiệt kế điện ngân á thì các em sẽ dùng nó đưa nó vào nắp nè. Và các em sẽ khép chặt tay lại. Và mình sẽ để nó trong vòng 4 đến 5 phút. Chứ các em mà đưa ra điện thì các em sẽ đọc kết quả sai đó. Còn nhiệt kế điện tử thì các em cũng phải như cũng giống như vậy luôn, và nó sẽ hiện kết quả trên đó. Còn nhiệt kế hồng ngoại là nhanh nhất, các em chỉ cần đưa nó cái chén ha, và mình trong vòng mấy giây thôi là nó sẽ đọc ra kết quả cho mình. Sau đó các em sẽ đọc kết quả, đó là bước 5. Ngoài nhiệt độ Celsius thì chúng ta còn có nhiệt độ Fahrenheit. Ông là nhà vật lý người Đức. Ông quy ước nhiệt độ của nước đá đang tan sẽ là 32 độ F và nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212 độ F. Bây giờ chúng ta sang phần vận dụng ha. Nhiệt độ Celsius ở nước đá đang tan là 0 độ C. Hơi nước đang sôi là 100 độ C. Fahrenheit là 32 độ F là nước đá đang tan. Còn hơi nước đang sôi là 212 độ F. Như vậy 100 độ C sẽ ứng với 180 độ F. 180 độ F này là con số của 212 trừ 32 độ. Như vậy 1 độ C sẽ là 1,8 độ F. Bây giờ chúng ta sẽ đổi đơn vị ra. Cô có 30 độ C. Bây giờ cô muốn đổi sang độ F thì cô sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ lấy ha, 30 độ C sẽ là 0 độ C cộng 32 độ C ở Celsius đúng không? Và mình thấy là ở nước Fahrenheit thì 0 độ sẽ ứng với 32 độ nè. Sau đó các em sẽ lấy 30 độ, các em nhân cho 1.8 sẽ bằng 86 độ F. Bây giờ chúng ta sẽ đổi tiếp, 37 độ C sẽ bằng 32 độ F nè cộng 37 nhân 1.8 độ F bằng 98,6 độ F. Các em đã biết cách đổi chưa? Ngoài nhiệt độ Fahrenheit ra, chúng ta còn có độ Kelvin. Đây là độ tiêu chuẩn quốc tế đang được sử dụng rộng rãi ở trên thế giới. Trong thang nhiệt độ Kelvin, ông quy định nhiệt độ của nước đá đang tan là 273,15 K. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 373,15 K. Nhưng mà khi mà mình đọc sách hay mình làm toán sau này á, các em thấy người ta quy định nước đá đang tan là 273 K, hoặc là nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 373 K, thì đó là những cái con số người ta đã làm tròn các em để mình tính toán cho dễ.
giờ chúng ta cũng sang phần vận dụng luôn. Cô có nhiệt độ Celsius, nước đá đang tan là 0 độ C, hơi nước đang sôi là 100 độ C. Kelvin, nước đá đang tan là 273 K, hơi nước đang sôi 373 K. Mình sẽ làm một cái bài tập nho nhỏ sau. 30 độ C sẽ bằng 273 K, đúng không? Cộng cho 30 K sẽ bằng 303 K. 37 độ C sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 273. Chúng ta cộng cho 37 bằng 310 K. Bây giờ cô cũng có các bạn cách đổi nhiệt độ nè các em. Từ Fahrenheit sang Celsius thì các em nè, T 0 độ C nhiệt độ bằng ha, nhiệt độ S trừ 32 nhân cho 5/9. Từ Kelvin sang Celsius thì các em sẽ lấy độ C ha, nhiệt độ C của mình nè, bằng độ K trừ cho 273. Đây là công thức các em cần nhớ để sau này mình tính toán cho dễ nha. Tại sao ở bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế thủy ngân thường ghi nhiệt độ từ 35 độ C đến 42 độ C? À, vì nhiệt độ cơ thể người của mình chỉ khoảng 37 độ C đúng không các em? Cho nên mình sẽ dùng nhiệt kế là từ 35 cho đến 42 độ C. Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế thường dùng? A. Giãn nở vì nhiệt của chất lỏng. B. Giãn nở vì nhiệt của chất khí. C. Thay đổi màu sắc của một vật theo nhiệt độ. D. Hiện tượng nóng chảy của các chất. Như vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án là câu A. Giãn nở vì nhiệt của chất lỏng. Câu 3. Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo thể tích. B. Đo chiều dài. C. Đo khối lượng. D. Đo nhiệt độ. Em sẽ chọn đáp án là câu gì? Câu D. Đo nhiệt độ. Câu 4. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi trong nhiệt gas Celsius là A. 100 độ C. B. 0 độ C. C. 32 độ F. D. 212 độ F. Em sẽ chọn đáp án là bao nhiêu đây? Nhớ cho cô nha, thang nhiệt gas Celsius nha. Đáp án của mình là câu A. 100 độ C. Bài tập về nhà ha. Các em sẽ đo nhiệt độ của hai cốc nước lạnh và ấm. Sau đó các em sẽ làm bảng 7.1 trang 333. Cái phần này cô hồi nãy cô đã hướng dẫn các em rồi đó. Bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cô chúc các em học tốt và các em nhớ làm bài tập giùm cô nha. Thân ái chào các em.